Vụ việc tập đoàn Alibaba và ông Nguyễn Thái Luyện đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố làm rõ cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ảnh hưởng như thế nào tới thị trường bất động sản? Liệu có kéo lùi cái xu hướng của thị trường bất động sản thêm một thời gian nữa hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng trao đổi và chia sẻ với Thắng ơi về chủ đề này. Chào anh chị và các bạn, rất có thể quý anh chị và các bạn đã và đang đặt ra những cái câu hỏi liên quan tới cái vụ việc mà ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch của tập đoàn Alibaba chuyên kinh doanh về bất động sản đất nền vừa rồi thì bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt và tạm giữ 4 tháng. Thì cái câu chuyện này thì anh chị và các bạn sẽ thường hay đặt ra những câu hỏi là liệu cái vụ việc này có ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nói chung hay không? Ảnh hưởng tới các phân khúc của thị trường bất động sản như thế nào? Và theo những cái dự báo trước đó của Thắng ơi, trong rất nhiều video về bất động sản thì anh chị và các bạn sẽ thấy rằng là Thắng có dự báo là thị trường bất động sản đi vào cái xu hướng khó khăn hơn, đóng băng kể từ tháng 6 năm 2019. Và đến ngày hôm nay thì những cái dấu hiệu cụ thể của thị trường bất động sản khó khăn thì anh chị và các bạn đã nhìn ra, đã nhận ra. Chúng tôi không nói lại và cũng không chia sẻ lại nữa. Điều mà chúng ta quan tâm trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay đó là liệu cái vụ việc này thì ảnh hưởng như thế nào và cụ thể nó tại sao nó lại ảnh hưởng, và theo cái góc nhìn của Thắng ơi phân tích với những cái kinh nghiệm giao dịch trên thị trường tài chính cũng như là giao dịch trong một số các cái thị trường vàng, ngoại hối rồi một số các cái thị trường hàng hóa thì chúng tôi cho rằng là cái vụ việc này thì về cơ bản thì ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường bất động sản thì là không. Lý do là bởi vì là cái vụ việc của ông Nguyễn Thái Luyện và ông Nguyễn Thái Lĩnh cùng với lại 2.600 cán bộ công nhân viên của tập đoàn Alibaba thì đã sử dụng một số các cái biện pháp là thu gom khoảng đâu đó là 600 hecta đất nông nghiệp, sau đó thì phân lô theo hướng là phân lô trên hồ sơ để bán và chuyển cho các cái nhà đầu tư thứ cấp. Trong cái vụ việc này thì cơ quan cảnh sát điều tra đã có công bố về cái số tiền mà tạm thời là thống kê được là nó nằm ở khoảng tầm 2.500 tỷ. Thì trực tiếp ảnh hưởng đến đất và thị trường đất thì là không có, bởi vì nó gần như không phải là sản phẩm bán thực tế trong cái thị trường bất động sản. Nó không phải là cái nguồn cung bất động sản thực tế trong cái phân khúc, những cái phân khúc liên quan tới phân lô bán nền hoặc là những cái phân khúc liên quan tới chung cư cao cấp, chung cư thấp cấp, hoặc là những cái phân khúc liên quan tới biệt thự nghỉ dưỡng hay là condotel, hay cao cấp hơn nữa là các cái dự án căn hộ cao cấp, biệt thự, nền đất biệt thự hoặc là phân lô, tôi gọi là nhà xây bán liên kế. Thì tất cả các cái sản phẩm của các cái phân khúc khác mà chúng tôi vừa trao đổi thì gần như là không có liên quan gì tới những cái sản phẩm gọi là được có thể gọi là một cái sản phẩm trên giấy của tập đoàn Alibaba bán và đã sử dụng rất nhiều các biện pháp thì có nhiều video đã phân tích rồi. Chúng tôi cũng không muốn nói thêm nữa. Vì nó không phải là cái sản phẩm cụ thể nào cả nên là nó không ảnh hưởng tới nguồn cung, nó cũng không ảnh hưởng tới lại cái nhu cầu thực tế của những nhà đầu tư bất động sản đúng nghĩa, nên nó hoàn toàn không có một chút nào ảnh hưởng tới cái số lượng sản phẩm đem bán, cái số lượng các cái sản phẩm cung ra thị trường giảm đi hoặc bớt đi trên thị trường bất động sản trong giai đoạn vừa qua. Tuy vậy thì có một điều chúng ta phải trao đổi và chia sẻ như thế này. Ở bất kỳ một thị trường nào thì nó cũng được phân khúc ra rất nhiều những cái hạng khác nhau, từ cao cấp, trung cấp, thấp cấp và rất rất thấp cấp. Thì một trong những cái mà chúng ta có thể đưa cái phân gọi là phân loại cái sản phẩm mà Alibaba đem bán trên giấy cho các nhà đầu tư cũng như là sử dụng các cái biện pháp tức là thu gom đất nông nghiệp, sau đó thì vẽ dự án ma, các cơ quan chức năng đã công bố rằng là gần như các dự án của Alibaba thì không được phê duyệt về việc phân lô bán nền, tất cả đều là đất nông nghiệp rồi rất nhiều các loại đất khác nhau và
chưa có hoặc là chưa kịp xin về cái câu chuyện là được phép phân lô bán nền. Do đó thì đây được gọi là cái sản phẩm bất động sản rất 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 thấp cấp. Nếu chiếu theo cái kinh nghiệm thực tế trên thị trường tài chính, đầu tư chứng khoán và đầu tư một số các cái kênh hàng hóa thì chúng ta thấy như thế này. Thị trường nó đi theo một cái xu hướng chung, tức là khi đi vào suy giảm thì những cái phân khúc cao cấp, trung cấp và những cái phân khúc gọi là bình dân thì sẽ lần lượt bị đóng băng. Ví dụ như là trên thị trường chứng khoán thì các cổ phiếu blue chip, các cổ phiếu mà gọi là được gọi là tốt thì sẽ có cái xu hướng điều chỉnh đầu tiên. Ví dụ như nửa cuối năm 2017, đầu năm 2018 và kéo dài tới khoảng tầm tháng 4 năm 2018 thì thị trường chứng khoán Việt Nam có cái chu kỳ gọi là phân phối đỉnh. Thì tại chu kỳ phân phối đỉnh thì các cổ phiếu lớn, các cổ phiếu gọi là nổi tiếng, được gọi là đầu ngành của các cái doanh nghiệp, ví dụ như Vietcombank, ví dụ như Vinamilk, ví dụ như là Hòa Phát, ví dụ như là những cái tập đoàn bán lẻ như là Masan hoặc là bảo hiểm như là Bảo Việt, là những cái doanh nghiệp đầu ngành. Rồi tập đoàn dầu khí ví dụ như GAT chẳng hạn, là những cái doanh nghiệp đầu ngành của các cái ngành nghề kinh tế trong xã hội Việt Nam. Thì những cái doanh nghiệp đầu ngành đó thì có cái xu hướng gọi là điều chỉnh đầu tiên, xu hướng gọi là suy giảm đầu tiên khi nó báo trước cho một cái chu kỳ gọi là phân phối đỉnh và tạo đỉnh của thị trường chứng khoán bắt đầu suy giảm. Thì chiếu theo cái mô hình suy giảm như vậy thì rõ ràng thị trường bất động sản của chúng ta không khó để nhận ra là kể từ cuối năm 2017, đầu 2018, khoảng đâu đó khoảng tầm tháng 5, tháng 6 năm 2018 thì các cái phân khúc, đặc biệt là các cái phân khúc chung và cao cấp, căn hộ cao cấp, chung cư cao cấp, các dự án biệt thự cao cấp, các cái dự án gọi là resort nghỉ dưỡng cao cấp thì nó đi vào cái xu hướng gọi là phân phối đỉnh, tức là nó không thể tăng thêm giá được nữa và số lượng các cái giao dịch thì có cái dấu hiệu chứng lại, tức là tháng trước và tháng sau so với nhau thì có cái khuynh hướng là bằng nhau hoặc là có khuynh hướng tháng sau thì giảm số lượng giao dịch. Giá cả thì không tăng và khó có thể tăng thêm trong cái giai đoạn gọi là những cái phân khúc cao cấp nó suy giảm. Đúng không anh chị và các bạn? Anh chị và các bạn có thể soi chiếu lại nếu như anh chị và các bạn tham gia thị trường bất động sản cái giai đoạn trước đó thì sẽ thấy cái phân khúc đầu tiên mà bị ảnh hưởng khi mà cái dòng tiền, khi mà những cái dấu hiệu của chuyện tạo đỉnh thị trường bất động sản 2018-2019, cuối năm 2017 là bắt đầu đã có những cái dấu hiệu này rồi. Và những cái căn hộ gọi là chung cư cao cấp của Vin hoặc là của Novaland, những cái nền đất gọi là liên kế phân lô lớn và xây nhà biệt thự liền kề hoặc là những cái nhà phố liền kề cao cấp ở quận 1, quận 2, quận 3, quận 9, quận 2 rồi Thủ Đức thì nó chứng lại đầu tiên. Sau đó thì bắt đầu mới chuyển dịch sang trên chứng khoán, thì bắt đầu chuyển dịch sang những cái công ty ít tốt hơn, gọi là những cái doanh nghiệp midcap, tức là những cái doanh nghiệp mà nó nhỏ hơn một chút. Nó cũng là những doanh nghiệp tốt của nền kinh tế nhưng mà doanh thu và lợi nhuận của nó thì được xếp thứ hai hoặc thứ ba, không phải là những cái doanh nghiệp đầu ngành, đầu tàu của nền kinh tế nữa. Thì những cái doanh nghiệp đó sẽ bị ảnh hưởng sau khi các cái doanh nghiệp gọi là đầu ngành nó phát đi những cái tín hiệu gọi là điều chỉnh. Thì bất động sản cũng y chang như vậy luôn. Sang khoảng tầm nửa cuối năm 2018, tức là khoảng tầm tháng 8, tháng 9 năm 2018 thì các cái phân khúc ở gọi là vùng cận trung tâm, quận 9 hoặc là quận Thủ Đức hoặc là Củ Chi, Nhà Bè và một số cái quận lân cận của thành phố Hà Nội thì nó đều có những cái dấu hiệu của câu chuyện, tức là tốc độ giao dịch chậm lại và đà tăng của giá thì giảm hẳn. Trước đây thì ví dụ như một tháng có thể tăng thêm được khoảng 2-3%, thậm chí còn cao hơn so với cái đà tăng giá, thì bắt đầu có những cái dấu hiệu gọi là chậm cái đà tăng giá lại và chậm hẳn luôn cái xu hướng tăng, chỉ còn tăng một tháng đâu đó chưa trên dưới khoảng 1-2% thôi. Và đây cũng là cái tín hiệu phát đi thứ hai, là những cái sản phẩm gọi là trung cấp thì phát đi tín hiệu tạo đỉnh của thị trường bất động sản trong một cái xu hướng tăng giá trước đó 2015-2018. Đây, nói đến đây thì anh chị và các bạn đã có thể định hình được cơ bản sơ qua về cái xu hướng của giá. Trên thị trường chứng khoán thì sau khi các cái cổ phiếu gọi là midcap là phát đi cái tín hiệu là tạo đỉnh thì các nhà đầu tư tinh danh và tinh khôn có thể trong chính cái giai đoạn này là cái giai đoạn và gọi là
tạo đỉnh và tạo cái sườn dốc bên này thì họ đã thoát ra khỏi thị trường. Thì khoảng đâu đó khoảng tầm tháng 6 năm 2018, sau khi thị trường chứng khoán tạo đỉnh vào tháng 4 năm 2018, thì các nhà đầu tư gọi là tinh doanh và đã có những cái việc là giảm bớt cái tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. Và khi mà kết quả kinh doanh của quý 2 năm 2018 phát đi cái tín hiệu rằng là doanh thu và lợi nhuận nó không được như trước nữa, thì gần như các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán gọi là khôn ngoan nhất đã hoàn toàn đứng ngoài thị trường vào cái khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2018 tới tháng 7 năm 2018. Đó là khoảng thời gian mà các nhà đầu tư gọi là cáo già trên thị trường chứng khoán thoát ra khỏi thị trường. Còn bất động sản thì sao? Bất động sản thì khi mà cái tín hiệu phát đi đầu tiên có thể nó cũng chưa phải là thứ xác nhận chính xác là thị trường bất động sản tạo đỉnh sau một cái chu kỳ tăng giá khá là mạnh trước đó 2015-2018. Tuy vậy thì hai cái phân khúc đầu tiên là phân khúc cao cấp và phân khúc trung cấp đã phát đi những cái tín hiệu chậm hẳn cái đà tăng. Như vậy thì cái dấu hiệu chúng tôi đã có rất nhiều video phân tích với anh chị và các bạn chứ không phải không. Anh chị nào mà đã theo với Thắng ơi từ những cái video đầu về phân tích bất động sản thì có thể để lại những comment để những người khác hiểu được rằng là chúng ta đã nói những vấn đề này rồi chứ không phải không. Thì khi đấy thì mặc dù bất động sản vẫn chưa suy giảm, nó vẫn có cái việc là tiếp tục tăng giá, nhưng những cái dấu hiệu ban đầu cho thấy là số lượng hợp đồng giao dịch là chậm hẳn, số lượng những cái hợp đồng mua bán ra công chứng nó sẽ bắt đầu có khuynh hướng suy giảm đầu tiên trước khi giá có khuynh hướng suy giảm. Rồi, đến đây thì anh chị và các bạn sẽ đặt câu hỏi là nói những câu chuyện này để làm gì? Thì chúng tôi đưa ra một cái tầm nhìn tổng quan để anh chị và các bạn nhìn và rõ hơn về thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính chứng khoán bất động sản kinh doanh của Việt Nam nói chung. Đến giai đoạn 3 là giai đoạn cuối cùng của thị trường chứng khoán suy giảm thì nó sẽ phát đi một cái tín hiệu rất là mạnh trong cái câu chuyện suy giảm giá bằng việc là những cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu rác trên thị trường, nó có tên gọi là những cổ phiếu penny, sẽ có một cái đợt tăng giá điên cuồng bằng việc là lấy hết những cái phần lợi nhuận của các nhà đầu tư may mắn trong cái giai đoạn trước đó để dồn hết vào những cái cổ phiếu tăng giá và không có lý do. Những cổ phiếu này thì giá trị của những cổ phiếu này là giá trên thị trường thì rất thấp. Các doanh nghiệp thì thực ra có rất nhiều trong số đó là những doanh nghiệp bị thua lỗ, hoặc là những cái doanh nghiệp mà báo cáo tài chính nó thiếu minh bạch, hoặc là những cái doanh nghiệp mà thường xuyên có các cái đội lái thường trực để tận dụng cái thời điểm mà các cái cổ phiếu blue chip, các cổ phiếu gọi là vừa và nhỏ trên thị trường đầu ngành và những cổ phiếu sau đầu ngành không còn cái đà, gọi là cái đà tăng giá không còn nữa, thì các cổ phiếu penny bắt đầu trỗi dậy và toàn bộ dòng tiền sẽ được tập trung vào đây, kéo các cái cổ phiếu này lên rất mạnh, sau đó sẽ có một cái đợt suy giảm kinh khủng. Tức là ví dụ như lên 100% thì có thể giảm sâu hơn cả 100%. Đó là gọi là cơn tăng nóng của những cổ phiếu penny, những cổ phiếu cuối cùng thì sẽ báo hiệu cho, tức là gọi là tiếng súng phát nổ báo hiệu thị trường chứng khoán tạo đỉnh. Và những cổ phiếu penny tăng nóng thông thường nó sẽ chậm hơn so với cái xu hướng tạo đỉnh của thị trường từ 1 tới 2 tháng. Ok, trên thị trường bất động sản thì nhiều video cũng nói với anh chị và các bạn về cái câu chuyện gọi là đặc khu kinh tế đất Phú Quốc, đất Vân Đồn, rồi đất Vân Phong, cũng như là nói với anh chị và các bạn về những cơn tăng nóng sốc của thị trường bất động sản Đà Nẵng, thị trường bất động sản Nha Trang và một số các cái thành phố du lịch. Thì giai đoạn trước thì chúng ta đã thấy đó là cái tín hiệu báo cho chúng ta biết được rằng là những cái phân khúc trung, gọi là trung cấp hoặc là trung bình, và những cái nơi gọi là tăng nóng bất thường là một trong những cái vị trí gọi là khi mà cái dòng tiền ở phần lớn các cái phân khúc khác phát đi cái tín hiệu xấu thì dòng tiền sẽ tập trung cục bộ vào một số vị trí. Ví dụ như tập trung vào Phú Quốc, sau đó sau khi Phú Quốc tạo đỉnh xong thì tập trung về Đà Nẵng, sau đó tập trung về Vân Phong, Vân Đồn, sau đó chuyển dòng tiền chảy về Nha Trang và các khu vực lân cận của Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Điểm cuối cùng mà thị trường bất động sản tạo nên cái cơn sốt nóng đó chính là cái sản phẩm giống như ông Nguyễn Thái Luyện đã tạo ra. Đây là một trong những cái sự tương đồng với những cổ phiếu rác trên thị trường chứng khoán. Những cái sản phẩm mà doanh nghiệp nó gọi là những cái doanh nghiệp mà làm ăn thua lỗ thì những cái sản phẩm kiểu như là mua đất nông nghiệp sau đó là phân lô bán nền trên giấy rồi thu của nhà đầu tư cam kết lợi nhuận
thì việc thị trường bất động sản của chúng ta gần đây thì có thêm ngoài cái phân khúc mà những cái sản phẩm giống như ông Luyện, thì có những cái sản phẩm của Alibaba và tập đoàn của ông Nguyễn Thái Luyện ấy, thì còn có những cái sản phẩm cũng cam kết lợi tức kiểu 12%, 15% trong 5 năm. Ví dụ như là Corotel, rồi ví dụ như là biệt thự nghỉ dưỡng, là những thứ mà gần đây chúng ta nghe thấy nói nhiều nhất về cái câu chuyện cam kết lợi nhuận. Đến khi mà cái việc mà những cái sản phẩm này bắt đầu đi vào một cái xu hướng mạnh thì giống như là penny tăng giá, và để đến lúc mà chính thức các cổ phiếu này tạo đỉnh hoặc là các cái sản phẩm bất động sản này gặp phải những cái rắc rối như kiểu là cơ quan chức năng khởi tố trong cái vụ việc mà Alibaba và Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, thì đây là thời điểm đánh dấu chính thức cho thị trường bất động sản của Việt Nam đi vào cái xu hướng suy giảm. Việc đóng băng từ tháng 6 năm 2019 đã được dự báo trước đó một năm. Và tháng 6 thì chúng ta đã thấy rồi, thị trường đã có những cái khó khăn nhất định rồi. Nhưng tháng 9, ngày hôm nay là 23 tháng 9, vụ việc của CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt và tạm giam 4 tháng, thì vào khoảng ngày 18, 19, 20 tháng 9 là cũng là thời điểm đánh dấu chính thức thị trường bất động sản Việt Nam đi vào một cái xu hướng gọi là suy giảm ngắn hạn khoảng một năm. Rất có thể thị trường chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những cái sản phẩm bất động sản, kể cả trung cấp, cao cấp, thấp cấp, sẽ đi vào một cái xu hướng giảm nhẹ hoặc là sẽ gặp những cái rắc rối nhất định trong khoảng thời gian từ tháng 9 2019 đến tháng 9 năm 2020. Và lý do thì đã trao đổi và chia sẻ với anh chị và các bạn khá nhiều lý do trước đó rồi. Ví dụ như lý do là về lãi suất, thì chúng ta đã thấy rằng là trong ít ngày gần đây thì mức lãi suất cho ngắn hạn đã bắt đầu chạm cái ngưỡng 8,5%, và theo cái xu hướng thì từ giờ tới cuối năm cuộc đua lãi suất có lẽ sẽ vẫn chưa dừng lại. Tất nhiên trên thế giới thì các vấn đề của thương chiến Mỹ Trung, các vấn đề liên quan tới cục dự trữ liên bang Mỹ Fed và các ngân hàng trung ương trên thế giới thì vẫn tiếp tục đang chạy đua trong cái câu chuyện là giảm lãi suất điều hành. Tuy vậy, cái việc giảm lãi suất điều hành nó đồng nghĩa với câu chuyện là các nền kinh tế trên toàn cầu đang lo sợ cái câu chuyện gọi là kinh tế của các nước quốc gia riêng lẻ cũng như kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn suy giảm. Đàm phán thương mại Mỹ Trung đang đi vào cái giai đoạn gần kết thúc, và đặc biệt là cái giai đoạn tháng 10 năm 2019 thì Trung Mỹ sẽ bước vào cái đợt đàm phán gần như là cuối cùng. Nếu như không đạt được thỏa thuận thì nhiều khả năng cuộc chiến tranh lạnh giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ nổ ra. Có thể người Mỹ sẽ nâng mức thuế áp lên sản phẩm của Trung Quốc không chỉ là 30% mà có thể là 40%, 50%, thậm chí người Mỹ hoàn toàn có thể áp thuế lên 100% các sản phẩm hàng hóa của Trung Quốc. Cái điều mà chúng ta dự đoán được đó chính là cái câu chuyện dựa vào các cái xu hướng dịch chuyển tăng giảm giá của các cái thị trường, liên các thị trường từ chứng khoán, bất động sản, vàng. Và thêm vào đó thì chúng ta có một vài cái góc nhìn liên quan tới thương chiến Mỹ Trung, một số các vấn đề liên quan đến tình hình chính trị, xã hội trên thế giới, thì để đưa ra một vài cái chia sẻ và nhận định dự báo như vậy. Mong rằng là những cái chia sẻ trong ít phút vừa qua của Thắng ơi cũng như là các anh chị em cộng tác viên của nhóm thì đem lại những hữu ích, những cái cơ sở dữ liệu cũng như là cái nguồn thông tin giúp ích cho quý anh chị và các bạn có thêm cái nguồn thông tin để đưa ra quyết định đầu tư cũng như là bảo toàn cái đồng vốn của mình, hạn chế những cái rủi ro trong thời gian sắp tới. Không mong rằng là tất cả những cái dự báo của chúng tôi đều đưa đến những cái chính xác, và anh chị và các bạn vui lòng tham khảo thêm những cái nguồn thông tin khác để đưa ra quyết định. Không khuyến nghị quý anh chị em và các bạn sử dụng hoàn toàn những khuyến nghị của chúng tôi, những dự báo của chúng tôi đưa ra vào những cái quyết định đầu tư của mình. Mong rằng chúng tôi chỉ là một cái đầu để là cái tài liệu tham khảo giúp quý ích cho anh chị và các bạn thêm cái góc nhìn về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam, tình hình kinh tế xã hội của các nước trên thế giới cũng như là những vấn đề mà chúng ta đang quan tâm, giúp ích cho câu chuyện kinh doanh, đầu tư và làm ăn của quý anh chị và các bạn ngày càng tốt hơn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo.